Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ hôm nay qua review căn nhà tại hẻm 1942-90 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà thì diện tích ngang 3,5m, dài 7,5m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1,9 tỷ. Cô chú anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Xe hơi thì đổ ngay cửa luôn nha cô chú anh chị, để em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong. Đây là ngoài đường nha anh chị. Nhà thì 1942 thông qua 1886 nha anh chị. Đây nè, mình đi 1886 thì mình vô chỗ này thì nó gần hơn. 1942 thì bên đây mình đi vô. Đó, bên đó là 1942 vô. Đây là nhà. Nhà thì khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, đây là 1886 nè. Còn bên đây là 1942 đi vô. Hẻm thì nhà thì có cái cửa riêng để mình đi ra về, mình phá cửa lại nha anh chị. Trước nhà thì gần được 3m. Nhà thì 2 lầu, trên có ban công lớn nha anh chị. Đây là trước nhà nè. Có 2 lầu có ban công á. Em đưa anh chị vào bên trong, nhà thì hai cửa, cửa ngoài thì cửa nhôm để lo, trong thì cửa nhôm 4 kính, có kính. Đó, đây là không gian ở sau nhà bếp, thì chủ nhà trang bị sẵn cho mình ở đó, trên tổng kệ bếp, dưới lớp đá hoa cương rồi, giá là 1,990 tỷ. Còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Đây, nhà vệ sinh của tầng trệt. Không gian nhà bếp thì rất sạch sẽ. Ở dưới là tủ kệ bếp, lớp đá hoa cương, trên thì học tủ bếp. Ngang 3,5m, dài 7,5m, nhà một trệt 2 lầu, có ban công lớn. Chủ nhà cũng bán giá là 1,990 tỷ. Nhà thì đồng sở hữu, mua bán tại phòng công chứng nhà nước, hướng chính là hướng Bắc. Em mời anh chị mình đi lên trên lầu 1 để xem trên lầu 1. Anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Anh chị muốn đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị mình qua xem nhà. Đây là phòng sau của lầu 1. Phòng sau lầu 1. Diện tích thì ngang 3,5m, dài 7,5m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá là 1,990 tỷ. Nhà đầu sở hữu, mua bán tại phòng công chứng nhà nước. Em quay trước hai phòng hai bên. Thì nhà vệ sinh nằm chính giữa. Đây là nhà vệ sinh của lầu 1. Đường nhà thì cách chợ Phú Xuân nó không quá 5 phút. Anh chị nào đi hẻm 1886 thì vô cũng được, còn đi xe hơi thì đi hẻm 1942. Để mình qua một thông qua 1886 nha anh chị. Đây cửa trước là của lầu 1 nè. Trước nhà thì gần được 3m. Em quay cận kệ cho anh chị mình xem, anh chị đỡ mất thời gian để đi xem nhà. Em xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà hẻm 1942 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà xe hơi đậu cửa. Diện tích thì ngang 3,5m, dài 7,5m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1,990 tỷ. Còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn xem nhà cứ liên hệ cho em số điện thoại 0913781712.
Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị sang nhà. Này là lầu 2 nha anh chị, phòng sau. Sao mình có cái đồ để lấy sáng vô. Giá là 1.990 triệu, thương lượng chính chủ. Em quay cận kể cho chú anh chị mình xem, đỡ mất thời gian để đi xem nhà. Giá 1.990 triệu, nhà đầu sở hữu mỗi nhà có sổ, nhà sổ hồng riêng á, đầu sở hữu mỗi nhà sổ nha anh chị. Nhà vệ sinh đây. Cái phần lầu 2 chỗ này thì hơi nhỏ. Đó, phần lầu 2 chỗ này hơi nhỏ. Đây là ban công lầu 2. Đó, xe hơi thì giờ mình đổ đây nè. Đó, mình đi bộ vô, thông qua 1942, thông qua 1886. Nhà là nhà đồng sở hữu. Đó. Nhà thì 4 phòng, nhưng phòng lầu 2, phòng nhà hơi nhỏ nha anh chị. Em xin nhắc lại đến anh chị, nhà ở hẻm 1942 Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 3m5, dài 7m5. Nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1.990 triệu, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh ở nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà, liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã quan tâm và theo dõi cái kênh ở nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị.